Đoàn công tác số 5 của Quân chủng Hải quân vừa hoàn thành chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa và Dạ Giạc DK1. Tham gia đoàn công tác có các chiến sĩ vùng 4 Hải quân và gần 200 đại biểu đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các tỉnh Hậu Giang, Khánh Hòa, Hòa Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Đắk Nông, Long An, các trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công đoàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đoàn của Phòng Công nghiệp Việt Nam và các văn nghệ sĩ, báo chí. Đoàn đến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại 8 điểm đảo: Sinh Tồn, Cô Linh, Núi Lệ A, Tốc Tan B, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Đá Lát và Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, Nhà Giàn DK1 18 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và trao nhiều phần quà, nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đây là tấm lòng của người dân hướng về biển đảo yêu thương của Tổ quốc với khẩu hiệu Cả nước vì Trường Sa vì Tổ quốc. Các đảo ở Trường Sa rất khắc nghiệt vì nắng nóng, gió biển và thiếu nước ngọt, nên việc tăng gia sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới mà các đảo Nhà Giàn giờ đây đã trồng được rau củ quả, sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả trong công tác và sinh hoạt. Phóng viên đài có dịp trải nghiệm và ghi nhận lại các hoạt động sinh hoạt, công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trên đảo. Mời quý khán giả theo dõi qua phóng sự sau. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, các đảo chìm được quan tâm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Ở đảo chìm, những chiến sĩ Trường Sa ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa có điều kiện tăng gia sản xuất. Thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, nhưng các chiến sĩ vẫn trồng được rau xanh, có thể tự cung cấp trong khoảng một tuần. Khi gặp thời tiết xấu, tàu tiếp tế chưa tra kịp. Cái tăng gia sản xuất này là một phần, là một cái yếu tố để cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Thế thì từ cái việc mà cải thiện được đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội thì bộ đội có thêm cái niềm tin, vững tin hơn vào cuộc sống và cũng có tăng thêm sức khỏe cho bộ đội. Thì từ đấy mà cái hiệu quả của công tác cũng như là trong cái việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ là cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Trên các đảo nổi như Trường Sa Đông, Sinh Tồn, Đá Tây A hay Trường Sa Lớn, thì các vườn rau xanh tốt hơn và số lượng nhiều hơn nhờ có được các loại cây chắn gió, diện tích rộng nên sản lượng cao. Như Trường Sa Đông, trong năm 2021 tự sản xuất gần 8 tấn rau xanh và hơn 1 tấn 6 thịt các loại, đảm bảo được bữa ăn đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Hiện nay là rau trên đảo là bảo đảm xanh tốt và phục vụ được hầu như 100% mà nhu cầu rau xanh đối với bộ đảo trên đảo. Tại đảo Sinh Tồn và Trường Sa, năm nay đang triển khai dự án cải tạo đất sản xuất là đưa các loại di sinh vào cát và san hô phục vụ cho việc trồng rau, do Trung tâm Quan trắc Phân tích Môi trường Biển thực hiện. Dự án thực hiện thành công sẽ giúp cán bộ chiến sĩ trên các đảo tăng diện tích trồng trọt, giảm lệ thuộc vào nguồn đất từ đất liền chuyển ra. Trước ở trong đất liền thì mình cũng có làm thí nghiệm rồi, thì thấy là nó cây cũng phát triển, còn ra đây thì còn quan trọng là cái nguồn nước và cái khí hậu ở ngoài này là gió biển nước mặn đấy. Thế thì bây giờ đơn vị mình bắt đầu mới làm triển khai thì được 10 ngày nay. Các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hôm nay không còn là những hòn đá khô cứng, mà đang được phủ xanh với cây cối, quả lá, tô điểm cuộc sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo thêm tươi mới, tinh thần phấn khởi. Từ đây giúp cán bộ chiến sĩ giữ vững tay súng, đảm bảo chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía Nam Tổ quốc.